Chiều qua, Trung tướng Som Samat, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng các đại biểu sang thăm chúc Tết lãnh đạo và nhân dân tỉnh An Giang nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước. Tại buổi đến thăm chúc Tết, Trung tướng Som Samat bày tỏ sự vui mừng trước sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh An Giang. Kế thừa mối quan hệ hợp tác chung giữa Việt Nam và Campuchia, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo các lực lượng hai bên thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo bình yên cho nhân dân hai nước qua lại giao thương hàng hóa. Nhân dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, Trung tướng Som Samat chúc lãnh đạo và nhân dân tỉnh An Giang hạnh phúc, khỏe mạnh, chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia mãi mãi bền vững. Bày tỏ sự cảm ơn đến Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến thăm và chúc Tết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định tỉnh An Giang luôn duy trì, tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ đoàn kết truyền thống với hai tỉnh giáp biên Tà Keo, Cần Đan, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và một số đơn vị lực lượng vũ trang Campuchia. Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên được thực hiện trên nhiều lĩnh vực nhằm hướng đến mục tiêu chung là xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc Trung tướng Som Samat và các đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chúc tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa tỉnh An Giang và Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng đời đời bền vững.